Idol mới. Ok, hello anh. Idol mới mà. Chào anh yêu ca hát nha. Chào anh Văn. Chào anh. Còn anh nào nữa không ta? Hello An nha. Milep. Ai vậy? Ai? Ủa, ai đặt tên Milep vậy? Ai vậy? Ai ta? Anh Snow hả? Trời ơi. Chào anh giới trẻ. Ai vậy? Hôm nay em không mặc bộ gì được cả. Tại vì lúc nãy định mặc cái bộ hồ gái mà nó sexy quá. Nó sexy quá mình không... Sao mà chuẩn thế? Nó sexy lắm luôn ý. Em định mặc ở đây nhưng mà nó kiểu... Đẹp trai hả? Đúng rồi anh, bộ hồ gái má kỳ lắm nha. Đây nè, có cái miếng ở dưới cái quần của nó ấy. À, không phải cái quần nữa, mà nó cái tập dề thôi. Nó chỉ là cái tập dề có ở mặt đằng trước và mặt đằng sau không có gì cả. Mặt đằng trước có, mặt đằng sau không có gì cả. Thế mặc sao? Không biết mặc kiểu gì luôn ý. Nhưng mà không được. Mặc thế mặc sao được? Em vẫn chưa tưởng tượng ra người ta sẽ... Ví dụ mình mặc quần ở trong đúng không? Nhưng mà quần... Cái quần nó không đủ ngắn để cái đấy có thể che được hết ý. Không được, không ổn. Phải tìm cách khác. Nên để có gì để sâu sau. Sexy quá. Sao nhận ra anh vậy? Nhận ra mà. Em thấy cái tên Snow. Em không nhận là đẹp. Áo nó ngắn đến đây này. Áo nó ngắn đến đây. Rồi cái miếng này nó cũng chỉ có từng này. Ôi, dã man. Em làm gì anh đâu mà ghét em. Cho nên là mặc đồ bình thường vậy. Nên phải được mặc đồ bình thường rồi, không dám chơi cái đấy. Mất công bị report nữa. Không, em đã ở anh lên phòng 1 kiểm tra mà xem. Ok, anh lên phòng 1 mặc thử mà xem. Em định mặc cái đó, em đã cuốn thử cái đấy vào người rồi. Và em thấy nó quá hở đi, thôi đẹp luôn. Anh mặc cơ mà, chứ phải em mặc. Em bảo là anh lên công ty đi, xong anh mặc luôn ý. Hôm nay có anh đang đi ngoài đường hả anh Văn? À đâu, không phải. Chữ to là ở nhà đúng không? Đang ở nhà. Khi nào chữ nhỏ mới là đi ngoài đường. Đoán chuẩn luôn. Cảm ơn anh Bu nha. Chào cô cảnh sát, anh sẽ bắt em. Hôm qua mặc đồ cảnh sát đi, sao anh không lên ta? Anh Quốc mặc chụp tấm hình up Facebook nha. Anh Quốc ơi, hình như em chưa gặp anh bao giờ đúng không? Em cứ nhầm cái anh nào ấy là anh cơ. Em nhầm cái anh hay lên phòng 1 ấy là anh cơ. Mà hồi nãy hỏi anh Khang, anh bảo không phải đâu. Em chưa gặp anh đúng không? Không, cái anh gì nhở? Anh gì ta? Không nhớ tên. Cứ nhầm là anh hỏi à? Hello anh Hà. Này nhìn lạ hoắc. Nhìn lạ thì tại vì không mặc đồ kia nữa, nhìn lạ. Tiến béo. Tiến hả? Phải không ta? Ủa, còn một cái anh nữa là anh Tú. Anh Tú là anh nào nhỉ? Anh Tú là anh thấp thấp hay là anh cao cao hả anh? Anh không quen em. Tấn giám sát viên Tạ Thị Tấn. Phải anh Tấn không ta hay anh Tú nhỉ? Thôi hai hơi não quá, thôi dẹp đi để đến lượt Facebook xem xong vậy. Còn không em. Anh lên công ty hồi nào? Khi nói định lên mong chờ. Anh Bum mà cũng lên công ty á? Móng tay đẹp quá, cảm ơn anh. Không, không chúc ngủ ngon đâu. Em chưa cầu anh gặp ác mộng là may lắm đấy. Có kèo anh mới lên à? Mi là Hồng Nhung à? Vâng đúng rồi ạ. Sao anh biết? Ủa anh là ai đấy, sao anh biết ạ? Thế thôi vẫn ngủ, nghỉ chơi luôn đấy. Có em là anh lên. Anh Bum bán trà sữa. À nhầm. Anh là trà sữa hai lăn. Trà sữa bánh flan đúng không? Đúng không ta? Lúc mới sâu lấy tên Hồng Nhung mà. À vâng đúng rồi ạ. Vậy là em gặp anh từ lúc mới sâu ấy à? Anh không phải anh đó à? Chứ anh là ai ta? Bùm. Anh đổi tên rồi em không nhận ra. Lần nào cũng mất hết 10 phút để mình bàn về vấn đề tên tùng các kiểu.
chào nhau có thứ. Anh Khoa. À ok anh Khoa, anh Khoa. Anh Khoa nha. Cái hôm trước nhá, anh bảo em mặc bộ y tá đi. Thế là hôm sau em mặc, sao anh không lên nghỉ chơi với anh được rồi ấy. Đỡ hát được tận 10 phút. Mọi người đỡ bị tra tấn hết 10 phút đấy. Thế là tốt đúng không? Tối mai hả? Em có không lên công ty buổi tối anh ơi. Em không lên công ty buổi tối. Trừ khi nào mà có cái show mà ăn uống ý, em mới lên thôi. Cái show mà thi ăn ý, thi ăn kem này, thi ăn thịt các kiểu ý, mới có cái mặt em thôi. Mai đi đâu mà dậy sớm? Thật mà, hôm trước lỡ một vụ ăn bánh hamburger. Tiếc ơi là tiếc. Chết rồi, em bấm nhầm cái gì rồi? À đây rồi. Đi làm à? Muốn thì lên tối cũng được đi ăn vậy. Ăn ở công ty cơ mà. Không, ý là kiểu nhà em xa, em ngại đi buổi tối lắm. Bây giờ gần Tết ý, dễ bị cướp lắm. Dễ bị kiểu có khi nó cướp xe, cướp cả người luôn ý. Nên là hạn chế đi tối một mình. Kiểu bất đắc dĩ lắm luôn em mới đi một mình ấy. Nhà em ở xa, rất xa. Sợ cướp, vâng đúng không? Không phải, ngày xưa em bị cướp một lần rồi. Và nó làm cho cái sẹo nó vẫn còn trên chân em này này. Nên em rất là ức chế. Từ lúc đấy em không bao giờ đi một mình buổi tối nữa. Nhất là dịp Tết. Ừ, bị giật đồ. Bị giật túi sách. Hôm đấy đi là 16 giờ chiều thôi. Em đi từ nhà bạn em về nhà em khoảng 1 km. Thì đang đi đến cái đoạn đường hơi vòng vắng một tí. Thế nó đúng rồi. Xong rồi mọi người kêu là may là chưa bị mất xe nữa nha. Đáng nhẽ là nó, tại vì em ngã xong em nằm xuống đất rồi thì còn cái xe quăng ở đấy mà. Thế là may mà nó không lấy được cái xe. Nếu đi thì anh chở cũng được. Anh làm rapper à? Chào anh Nghĩa nha. Chào anh Gà. Có An ở đây hả? À? An có bảo vệ chị đâu. An dạo này im lặng lắm. Dã man. Đã bảo quần em rách thôi mà. Hên nó chưa hốt em về hả? À? 4 người lận, một mình em không cân tim được. Quá đông, quá nguy hiểm. Em phải đề phòng, không nên tin tưởng cha Boom hả? À? Vậy anh ế ở lại bảo vệ em đi. Anh chứng minh được là anh Boom, anh ý có điều gì đấy mà không nên tin tưởng ta. Em sợ cướp thì để anh bảo vệ cho. Mọi người bảo vệ được em thì em đã tốt. Trộm thông minh đấy. 4 người lận mà. Không phải, ví dụ nếu mất xe đúng không, chắc chắn công an sẽ vào cuộc. Mà khi vào cuộc thì sẽ lần ra cái, được cái ấy. Có nghĩa là nó cướp kiểu túi mình, túi hoặc tiền bình thường thôi. Thì người ta còn không tìm. Còn nếu nó cướp những cái lớn hơn ý, thì công an sẽ tìm, và tìm được thì sẽ dễ bị ấy chứ sao. Người ta cướp à? Lớn hơn là cái gì? Là cái xe này, hoặc là thì là cái xe đó. Ví dụ như cướp xe đúng không? Cướp xe hoặc là trộm xe thì sẽ báo công an. Công an lúc đó người ta nhiều tiền ý, thì người ta mới tìm cho mình. Còn mấy cái ấy người ta không tìm. Cái lớn hơn là cái đấy nha, không phải là cái mọi người đang nghĩ nha. Chuyên gia trên này mọi người đầu óc đen tối thật đấy. Em không hiểu mọi người nghĩ cái gì nữa. Lần nào lên cũng hại não em. Nhưng mình làm bị cướp xác à? May quá chưa bị cướp. Không, nói chung hồi đấy ngã máu me be bét luôn mà. Mà không thấy đau. Thậm chí về em còn phải giấu bố mẹ là mình giá trị cái xe à? Ừ, nói chung may mắn là vẫn em vẫn còn đây nói chuyện mọi người. Chúc ngủ ngon, cái nào mai đi kiếm tiền mua kẹo hả? Thế thì được. Ơ nhưng mà hôm qua, từ hôm qua đến giờ không lẽ cái anh ở trên trang web thì anh không ngủ dậy hả? Ông ấy ngủ luôn rồi hả anh? Ông không dậy hả? Đừng làm đầu của mình thêm đen nữa. Vâng đúng rồi, đầu em đủ đen rồi. Tóc này, tóc của đen rồi. Rồi đen thêm nữa là không được. Có dậy sao không liên hệ ông ý? Mới té làm gì đau, một ngày sau là mới đau. Đúng rồi. Hôm lúc đấy ức chế quá, lúc đấy là bị ức ý, nên là không cảm thấy đau. Mà khổ nỗi mua nhiều lần quá bị giới hạn. Kêu hoài sao kỳ nhỉ. Trang web thì bán hàng kỳ cục quá. Thề luôn, lần tiên thấy cái trang web mà thấy tiền mà không thèm cơ. Đầu óc mình đen thui làm sao đem bằng anh được.
Em ở lầu mấy? Em ở tầng 3. Không hề trong sáng. Cũng nãy giờ vào hết 13 phút ngồi nói chuyện này. Mọi người có muốn nghe bài gì không? Hay là mình tám tiếp lên. Anh Văn hôm nay ở nhà đúng không? Nhìn cái chữ to đùng là biết ngay. Ngại ngại ngùng nữa. Sao ngại ngùng ngoài vậy? Em hát về đấy xong em ngại luôn đấy. Em hát về đấy xong em ngại luôn đấy. Khỏi làm gì luôn. Biết nhìn chữ to luôn, ghê chưa? Em làm đúng không? Quá giỏi. Đây là kiểu như là nó tăng level ấy, cái sự thông minh nó tăng lên dần dần ấy. Cảm ơn anh Bùn. Mà sao trái tim em đau thế này? Một lần sau cuối anh sẽ thôi khóc vì em. Anh Văn. Anh ý là Vận Văn không phải Vân anh ơi. Nói chuyện với ông này biết nó sẽ lành hơn. Lành hơn à? Đúng rồi. Ở đây toàn là gọi gì ta? Toàn là những không biết nói sao nữa mà nói chung là những người đầu óc kiểu như là không biết nghĩ gì trong đầu ấy. Nó quá là cao siêu. Thế là càng ngày càng nói chuyện càng tăng level. Nhạc 89 thích ạ? À? Được. Bài anh không muốn mất công với em nhé. Bài đấy là bài 89 thích rồi anh. Hello anh Phương. Sao mới được VIP hả? Bây giờ em nạp 1 triệu nhá. Tặng hết 10.000 xu ấy là được VIP 1 nhá. Điều em không muốn nay cũng đã đến. Vào một đêm lặng thinh chính anh cũng đã nói chúng ta chia tay. Đau lòng quá đi. Cho dù biết trước em đây vẫn cảm thấy sao thật bất ngờ. 10.000 xu. Lại bị muộn à? Đúng rồi. Muộn 15 phút. Rằng anh yêu một ai chỉ có một mà thôi đó. Mà đến chính em lại bị chính những lời nói đó làm ngất ngây. Nhưng anh lại đi nói nữa với những người sau. Thật không muốn đâu anh ơi, vì tình đã hết hay sao đây? Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em. Khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em. Anh muốn anh yêu em rồi anh chán anh chia tay. Tình yêu với anh mong manh vậy sao? Đừng trách móc làm gì vì với anh cũng buồn. Khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lựa rồi. Tức giận cái gì ta? Móng tay với tóc. Ôi, em đang chán cái tóc của em lắm luôn ý. Thấy mọi người đi nối tóc ý. Tóc dài là dài, thích rồi thích ý. Tóc mình ngắn cũng tí à. Cạn gato. Móng tay thì tạm được. Móng tay thì đang gãy, chưa đi làm được. Đừng trách móc đến lúc cũng phải nói ra. Câu chuyện ngắn mà. Anh không thấy ngắn à? Thôi mà anh ế. Không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây? Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao? Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em. Khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em. Anh muốn anh yêu em rồi anh chán anh chia tay. Tình yêu với anh mong manh vậy sao? Đừng trách móc làm gì vì với anh cũng buồn. Khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lựa rồi. Thật à? Thật không? Thôi. Thật đây không đây để em còn biết đường. Ủa nhưng mà nố ngày đấy bao nhiêu tiền nhỉ? Anh đợi ngoài cửa hả? Hôm nay em hai sâu á. Để em biết ý, kiểu giá nó có chênh lệch nhiều không ý. Nhiều khi giá Hà Nội một giá, giá Hồ Chí Minh một giá sao. Em biết là tóc dày, nhưng mà tóc em mỏng cơ, thì mới ghét chứ. Vậy thì sẽ thật là thật bất công. Thật luôn ý. Sao nghe cảm thấy bị hạnh phúc quá nhở. Đấy, việc của em là đi nối, giống kiểu là, tí nhở,
em chỉ việc yêu anh thôi, còn cả thế giới cứ để anh lo. Kiểu dạng vậy. Buồn cười. Không, em trả lời anh rồi mà, anh Tuấn. Em bảo là anh muộn mất 15 phút. Chào anh Lý Mắc Sầu nha. Đi làm mà sao kỳ vậy, hôm nay thứ mấy nhỉ? À hôm nay thứ ba. À dạo này chăm làm ghê luôn. Vậy tương lai mình ngồi được lên ghế ba ấy nhỉ? Ở đây ai cũng chăm đi làm. Hôn xong nghe ngủ tiếp hả? Ngủ là chia tay. Em nói bao nhiêu lần rồi anh Lý Mắc Sầu kia. Anh nha, anh cứ lên đây một tí ra sao anh, đi ngủ. Là dễ kiểu tình cảm anh em dặn đứt lắm thật đấy. Anh Hải không lên còn hơn. Sao anh lên anh nói đi ngủ. Là mình tình cảm dặn đứt. Anh ngủ đây. Anh ngủ cả đêm hôm qua là gì nữa? À không phải, hôm qua đi làm đúng không? Nghe nói hôm qua có người trời lạnh trùng chăn cày công việc. Hình ở Hà Nội là 9 độ, lạnh phết nhỉ. Em định mặc một cái áo đấy. Và sao em nghe mọi người thấy lạnh lạnh em hoang mang quá ta. Ảnh nó từ lâu rồi à? Nhưng mà hôm qua chắc cũng thế. Đang lên deep đó à? Ủa nhưng em đang thắc mắc là ai chụp ảnh đó? Ai chụp ta? Cái phòng tối om, phòng riêng, phòng tối. Một người đang trùng chăn, vậy ai chụp đấy? Ai là người chụp ảnh đấy? Giờ mới xem ngẫm ra chi tiết này đấy. Cái chi tiết đấy là chi tiết độc đáo nhất. Còn cái việc anh trùng chăn hay không quan trọng. Anh không có nha. Có mà. Xem nào, nhạc của 9X có bài gì nhỉ? Nhạc của 9X không? Bảo Thi có bài gì nhỉ? Tự nhiên bây giờ ngồi em soi vừa thôi, em đâu có soi đâu. Rõ ràng là thế mà. Cái ảnh hướng chụp từ đằng sau đúng không? Vậy chắc chắn là có người ngồi soi chụp rồi. Lúc ấy buổi tối nữa chứ. Xe đạp đi. Anh cho em một lần chạm lên đôi môi màu mắt nâu. Mẹ anh chụp. Mẹ anh chụp. Cái này khó tin nè. Anh Lâm Sung. Ai đồ soi ghê quá. Em thấy không soi luôn ý. Được, cần em gửi ảnh lên cho người xem đi. Chỉ cần xem phát là biết luôn mà. Đâu cần soi đâu. Rủ đi picnic. Hôm qua có game gì hả mọi người? Hôm qua có ấy đúng không? Có special show hả? Bài này là bài Thương Nhau Nhé. Hay đúng không anh? Hay mà, nhưng mà em không hát được. Không thuộc. Giọng Thủy Chi nó cao vút luôn. Thì anh hỏi mẫu chụp lookbook, hỏi em cân nặng bao nhiêu. Hỏi chấm cái gì? Anh nghe điện thoại thôi mà, nghe điện thoại của bạn nha, không phải là gì đâu. Mọi người bắt đầu suy luận linh tinh. Biết ngay mà, em biết ngay mà, em đã phải nói trước rồi. Em nghe anh Phương anh trêu em. Anh hỏi em cân nặng bao nhiêu cân? Không, có 45 mà. Anh bảo là, ơ sao em gầy thế? Cảm ơn anh Hoàng nha. Anh Văn ơi, ở nhà mạng anh đâu có lag đâu anh. Em chào anh Lâm Sung ấy mà. À, cái anh ngày trước hay chụp ảnh cho em mà. Mấy ảnh Facebook ấy, đa số là anh chụp. Dường như nắng đã làm má em thêm hồng.
làng mây bay đã yêu tóc em. Chúng nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng. Áo trắng em bây giờ tan trường. Đạp xe nơi sân trường tóc em buông. Anh đoán thử xem quê em ở đâu nha. Xe đạp em tính đi đâu? Em đi vào tim của anh đấy. Em đi vào con đường dẫn đến tim anh đấy. Sao xuyên chuyện nghe. Dám hỏi trêu em à? Gần lại bên anh em nghe tim em ấm áp. Là lần em nghe tim em vu vơ xuyên sao. Đợi anh góc phố quen mình em, chỉ mình em và nỗi nhớ mong. Dù có nhau đạp xe trên phố tan trường. Hỏi mình sao lại có những thành phần như này nhở? Trong ngực không cần phải có ngực, nhưng trong đầu nhất định phải có não nha. Thank you anh. Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền, tim anh lặng giữa phố đông người. Ngập ngừng trên môi không nói ra. Ngày nào nụ cười em bê thơ. Không, không ý là nói chung là trong đầu ấy, có nhiều người ấy, trong đầu không có não mà. Nên là mình phải ngăn chặn ngay lập tức. Đang do sân trường vui đùa, ngồi tựa vai nhau, anh đưa em qua bao con phố. Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi. Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước, từng chiều nguyện mong ngóng vẫn đó nơi hàng cây già. Đợi nhau vu vơ, anh mang tên em trong giấc mơ. Rồi mùa thì chợt đến, bồi hồi nhìn phượng rơi. Đợi chờ một chút mưa cho đôi mình được đứng bên nhau thật lâu. Giờ trên từng bước chân cuộc đời, anh đã có một người để ngóng trông. Em đã nhìn thấy anh trong đời, nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi. Sân trường tóc em buông dài, lặng thinh anh ngóng trông đã lâu. Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười. Rồi em sao xuyến chợt nghe vu vơ. Bài này có hai người hát lận cô. Đáng nhẽ mọi người phải hát cùng em. Một mình em hát cũng kịp ý. Song ca, mọi người song ca. Xe đạp này vào tim rồi. Thả thính trong tim hả? Đâu, thả thính trước xong mới chui vào luôn. Thả thính ý, cảm thấy dính rồi ý, mới chui vào luôn ý anh ạ. Anh Hoàng ơi, anh thả tim thế ấn follow em chưa? Anh Thuận nữa. Anh Chí giờ này không lên ghế à? Rồi mùa thì chợt đến, bồi hồi nhìn phượng rơi. Đợi chờ một chút mưa cho đôi mình được đứng bên nhau thật lâu. Spam kem cũng hay phết. Hôm nay mùng thứ mấy nhỉ? À hôm nay ngày 20 bao nhiêu ta? Hôm nay ngày bao nhiêu mọi người? 29 hay 30 ta? Giết rồi, em không biết ngày tháng là gì luôn. 30 hả? 14 âm mà. 14 âm 30, ok. 30. Hôm nay là tháng này 31 hả? Đúng không ta? 4 ngày nữa. Thương, cái bài thương nhau nhé hay ghê thế mà không hát được. Mọi người có biết bài nào mà thuộc dạng 8X9X ngày xưa không? Cái nhạc ngày xưa gì ta? Em thấy trên mạng nhiều lắm nha, mà tự nhiên giờ em không nhớ. Hồi tối mình nằm mơ tưởng bị dính thính. Tưởng bị thôi à, em tưởng dính với câu.
Bài của ai? Bài kiểu của Bảo Thi này, Đông Nhi này. Hello chị Thắm. Trời ơi cả mình. Bảo Thi, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh các kiểu ấy. Khổng Tú Quỳnh này. Em khá là thế. Sorry. Sao mắt long lanh như kia? Hello chị đang làm gì đấy? Có đang nấu cơm không? Em nghĩ tầm này chắc là nấu cơm quá. Thành chocolate ghép đôi nghe quen quen ta. Bông muốn được như giấc mơ, thần tiên ngày thơ bé dài, thầm mong ước sẽ xây nên lâu đài. Anh ước mơ một nàng công chúa cùng anh hát ca, cùng anh sẽ chia những lúc khi anh vui buồn u sầu, cùng anh cất cánh bay lên trời cao. Và rồi anh đến tựa như giấc mơ, nàng tiên của anh rất hiền, sẽ buồn lắm nếu như trên cuộc đời thiếu vắng anh. Và anh có biết từ ngày âu thơ, người em thường mơ trong giấc mơ cho em cười, em đùa là anh đó bên em trong tình yêu. Cố gắng tôi. Hát bài này thì audition. Ủa bài này có nhảy không anh? Bài này là bài... Đố mọi người biết bài gì đấy? Bài này đâu có nhảy đâu ta. Bài này chậm mà. Tình yêu nhảy không ta? Chuyện tình anh chợt nhung nhớ nhiều, để em vu vơ giấc mơ tình. Niềm hạnh phúc xa lên từ mắt em, đưa tình anh vào trong giấc mộng, và mình bên nhau dẫu ngày có trôi ngọt ngào như là kem dâu, là tình yêu của anh với em. Đúng rồi, bài Bảo Thi đa số là audition. Audition Bảo Thi ngày xưa là mid, hình như là mid audition luôn mà, xong từ đấy mới nổi lên sao á. Đâu, bài này là bài kem dâu tình yêu. Ngồi bên em đâu ra. Ai là Bích Hải? Và rồi em đến tựa như giấc mơ, nàng tiên của anh rất hiền, sẽ buồn lắm nếu như trên cuộc đời thiếu vắng anh. Và em có biết từ ngày âu thơ, người anh thường mơ trong giấc cho anh cười, anh đùa là em đó bên anh trong tình yêu. Hello Minh. Em ơi em đổi tên đi Minh ơi. Chị buồn thường cái tên em quá. Gái ngoan chưa có chủ. Tự kỷ vỗ tay. Đâu có đâu, vỗ tay ủng hộ em mà. Làm gì tự kỷ đúng không anh Phương à? Cho tình anh chợt nhung nhớ nhiều, để em vu vơ giấc mơ tình ta ngọt ngào như kem dâu kia. Và niềm hạnh phúc xa lên từ mắt em, đưa tình anh vào trong giấc mộng, và mình bên nhau dẫu ngày có trôi ngọt ngào như là kem dâu, là tình yêu của anh với em. Em là con gái, em đi qua đấy để du học nha Minh nha, không phải chuyển giới nha Minh. Minh của chị đâu rồi? Ôi có các bài tiệm bánh dâu tây này. Tiệm bánh dâu tây hát nhào ta. Ngọn đồi trong tróng. Cái bài ngọn đồi trong tróng cũng hay ấy mà. Mọi người nhớ bài đấy không? Bài ngọn đồi trong tróng. Đổi tên đi, hoa chưa có chủ. Đúng rồi nên vậy. Ngày hạnh phúc. Một vòng trái đất này. Tình yêu như chiếc bánh kem rồi. Ta yêu ta mơ. Anh nhớ luôn hả? Em còn em cũng không nhớ một tí gì luôn ấy. Nó thích chuyển lấy chồng mà. Bởi vậy kiểu như là ấy, cái đợt trước có nghe Minh nói là Minh tương tư ai đúng không? Sao tự nhiên bây giờ tình yêu không thành, thế bây giờ em chuyển qua thích con trai hả? Thế này không được rồi. Thế này không được. Mình còn trẻ mà em ơi. Ngọt ngào hả? Ok ngọt ngào nha. Chị Thắm đang nấu cơm rồi. Buồn giật cầm. Mọi người follow cho em nha, về ấn lên hoa free nhá.
gian trôi qua vẫn còn nguyên những ngắt ngào sương, ngồi tựa vai anh nhớ ngày ấy lúc em thanh thung, sợ anh như mây gió thoảng bay sẽ khiến em buồn đau. Oh no, I'm falling in love with you. Em trong căn phòng riêng một không gian lạnh vắng, đang mê man cùng anh say sưa bên chiếc phone. DIY, DIY, đôi ta yêu nồng say yêu quanh ngày đêm quên tháng năm. Không còn cho đôi ta sẽ mãi bên nhau ngày sau. Do người như chiếc hôn nồng nàn một tình yêu. I'm in love with you. Vào đêm hôm ấy gió và mưa cuốn đi nắng trắng, rồi anh đã đến dưới màn mưa khẽ hôn nhẹ nhàng. Và từ giây phút ấy em biết chỉ có anh mà thôi. Oh no, I'm falling in love with you. Hôm nay không còn mưa và mình vẫn ở đây, mang theo một tình yêu của riêng anh với em. B-I-B-Y, B-I-B-Y, baby I need you, I love you. Không còn cho đôi ta sẽ mãi bên nhau ngày sau. Sau gần như chuyên hôn nồng nàn một tình yêu. I'm in love with you. Từ sâu trong ước muốn là những lúc anh và em ngày rồi ngày qua ngắm hoàng hôn đón anh nắng lên. Chợt lòng em sao xuyên hạnh phúc cho phút giây bình yên. Oh no, I'm falling in love with you. Đúng rồi, anh Phương đi đâu? Bài này là bài ngọt ngào đó em. Nhìn vào sơ đôi mắt của anh em muốn nói thật khẽ. Oh no, I'm falling in love with you. Là sao anh? Cái gì? Thì em hỏi là anh đi đâu ý? Bye bye. Em vừa kêu bye hả? Em kêu bye hồi nào ta? Ủa? Ủa em kêu bye gì em không hiểu? Em đâu kêu bye đâu. B-I-B-Y chứ không phải là bye. Là baby đó. Thôi anh em mình chuyển qua gái ngoan cô trai đi. Được đó, anh đổi tên đi anh có dám đổi không? Cái tên cũng này là theo anh lâu rồi, làm gì mà anh đổi được. Vâng, baby đó anh, B-I-B-Y. Chả hiểu nghe sao thành nghe sao thành bye. Cạn lời luôn đấy. Chút vào test vài bản. Chicken nhảy sao nôi là sao hả anh? Chicken nhảy sao nôi là gì? Tự nhiên đang hát và bye bye. Ngại ngùng mở cửa con tim, sợ rằng anh như mây thoáng bay. Rồi anh cho em giấc mơ, mơ chúng ta được gần nhau. Gái ngoan chỉ có chậu. Phải là hoa chỉ có chậu chứ. Gái ngoan chỉ có chậu là sao? Hoa chỉ có chậu hồng hơn, hoặc là gái ngoan chỉ có chồng đấy. Hay thế. Tự nhiên gái ngoan chỉ có chậu. Không lẽ gái ngoan chồng có chậu hả anh? Lan Linh. Tại sao em gái của Lan Linh hả anh? Đêm rồi bao đêm trôi qua, em suy tư âu lo vu vơ trong ngàn nỗi nhớ đông đầy. Anh đang nơi đâu, anh đang nơi đâu? Baby, baby. Có những lúc bối rối sâu kín những suy nghĩ kia, rồi em không quan tâm anh, không mong anh. Em hương hơ, oh no no, no no. Baby, baby. Tình yêu lung linh xuyên sao, mang đến em hương vị ngọt ngào. Chỉ cần một bờ vai ấm, niềm hạnh phúc trong em lớn lao. Và đôi khi em nhớ anh, nước mắt em tự dưng rơi mãi. Được rồi, được. Bỏ vào chợ nuôi cá à? Thế này chắc anh bán thính đúng không? Anh bán thính em mới nuôi được cá. Em vẫn khoang mong chờ tiếng nói bên tai. I love you, I miss you too. Baby, baby. Có những lúc môi rối sâu kín những suy nghĩ kia, rồi em ngu ngơ ngây thơ chưa quên đi. Không nhớ anh, oh no no, no no. Baby, baby.
Khi em yêu chính anh, em muốn mang cho anh nụ cười. Chẳng cần người làm em vui, chỉ cần anh yêu em thế thôi. Hạnh phúc trong em nhỏ nhoi, em giấu cho mình em thôi nhé. Mình cá bảy màu nữa chứ. Hôm nay em đâu có cosplay gì đâu. Mà kêu em cá bảy màu, hôm nay mặc đồ bình thường đi học. Rồi xong bay về luôn. Cái đoạn tự nhiên kêu tiếng Anh này nó cao lên ấy. Cao quá. Ai mới vào vậy ta? Hello anh mèo. Mèo kêu gâu gâu mới sợ chứ. Mèo kêu gâu gâu. Lại một ca chuyển giới. Chuyển giới tiếp. Hoàng, à nhầm, Minh nuôi chị đi Minh. Bây giờ không ai nuôi cả, Minh nuôi chị đi. Hay là một chàng trai mạnh mẽ nuôi chị đi em. Em vẫn thích cái bài nữa đó, cả thế giới ghê. Đúng các bạn ngày xưa có bài đấy hay ghê. Đố mọi người biết là bài gì nha. Ai có cái mồm vậy ta. Nè nha, chẳng có anh Văn vừa đi thôi nha. Cầu ghế, ừ em cũng không hiểu sao anh cầu ghế đâu anh mèo. Mèo kêu gâu gâu. Tim am. Đình đình. Nỗi nhớ chẳng phải nhòa. Đúng em. Bao ngày qua, từng lời anh nói yêu. Nghĩ sao em quên. Phần còn đây, thật lòng không thể quên. Khi tình yêu đến, em không nhận ra. Để ngày hôm nay, nỗi nhớ như sầm trong tim. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không. Bài giờ trong tim của Lương Minh Hữu. Phạm Quỳnh là ai hả anh, nghe lạ quá. Đâu phải Phạm Quỳnh Anh đâu. Đúng rồi, của Hữu. Nói là Lưu Bách Hữu ý, thì giống con gái. Còn nếu mà nói chữ Hữu không á, nghe giống con trai. Thôi đi Minh à. Em không phải nói ngọt nha. Hoa có chậu, đập chậu cơm hoa. Đúng rồi, mọi người biết nhau không? Khi mà cô gái đúng không? Mà nếu cái người đấy chưa có người yêu ý, thì mình phải một chọi một chọi với 10. Còn nếu mà người ta có yêu rồi chỉ có một chọi một thôi, solo ấy, solo một với một ấy, thì mình chỉ cần khỏe một tí là mình thắng thôi. Solo một một dễ hơn là solo với 1-10 đấy. Min bảo hay chụp ảnh dã. Min bảo hay chụp ảnh đấy à? Ủa sao anh biết em hả? Anh có nick của anh Bảo hả? Lại ngại ngùng à? Và ngại ngùng á, có cái đoạn không hát được mà tôi hát lại nha. Đoạn nào không hát được bỏ qua nha. Mình cứ hát đoạn nào không hát được bỏ qua nhá. Hát đi không sao đâu, rồi ok. Hoa có chậu tưới nước cho hoa ngập luôn. Hay lắm. Lòng muốn nói cho riêng anh những âm thầm em mang. Từ tận sâu trái tim đang mơ màng. Mọi lời lúc đó anh cho em mãi như còn. Thế nhưng từ phía em chưa một câu đáp lời. Nhìn hoa kia đang hé sắc hương trong lần đầu biết yêu. Trời xanh về ôm những giấc mơ ban từng ánh nắng. Và em nhanh hoa mới đến trong anh còn như ngày dài. Vừa để em thấy buồn. Hello Đạt. Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng của muôn đóa hoa.
dịu dàng mang tên anh trong nỗi nhớ nhung trái khát như con. Cao quá à, thấy không, yếu đoạn này là không hát được. Chưa thể thành câu yêu anh nhiều hơn chính em. Có hát được đâu mà. Ê câu cao ấy, khó hát quá. Nó cứ bình bình thì hát được, nó ấy lên một cái em không dám lên ý, sợ lên không được, nghe ghê lắm. Bao giờ mới hết sẽ nói được câu bấy lâu muốn nói cùng anh. Ai vậy ta? Ủa cái gì vậy, mọi người đổi tên ai đây ta? Ai đặt tên là Mi Baby đây? 25 tháng 6, anh sinh ngày 25 tháng 6 à? Anh Trần Nam này, hello anh Nam nha. Những âm thầm em mang từ tận sâu trái tim đang mơ màng. Mọi lời lúc đó anh cho em mãi như còn. Thế nhưng từ phía em chưa một câu đáp lời. Nhành hoa kia đang hé sắc hương trong lần đầu biết yêu. Trời xanh về ôm những giấc mơ ban từng ánh nắng. Vì em nhanh hoa mới đến trong anh còn nhiều ngày dài. Mình hát hay quá. Bà coi Mi Baby mà đi. Ủa là sao? Ủa là sao đó? À thì cái tên là em, nhưng mà anh là nam mà. Em biết, em thấy tên của anh. Bỏ đi mình, bỏ đi mình, khó mà bỏ qua. Đâu có đâu. Tôi không bận nữa đâu. À nhầm, tôi không mặc, tôi không cosplay nữa. Tại vì cái bộ đấy nó sexy quá. Phải cho thời gian thêm ý để xử lý bộ đồ đấy. Bộ đồ đều quá sexy, không dám mặc. Mà với lại hôm nay đi học nè. Đại ông gửi file qua Facebook của tôi đi đại. Gửi tôi cái file lên Drive á. Gửi link qua Facebook đi. Sẽ nói được câu bấy lâu. Lần đầu tiên. Mệt quá. Đúng rồi. Sex nhưng mà nó sexy lắm ý. Chưa từng thấy bộ nào sexy mà mặc như không mặc như thế luôn ý. Nên thôi. Đến khi nào phải mang theo cái gì đấy. Như nào nhỉ? Cái đấy nó thế nào ấy không, em không biết là phải mặc sao ở đấy cả. Hay là mình mặc áo thôi nha. Còn quần thì mặc quần của mình. Thì bây giờ ông cứ up lên đi. Từ giờ đến lúc mà đi học còn lâu mà. Nó là chính xác, nó là cái tạp dề thôi đấy. Bộ hầu gái nhá. Cái quần của nó chính là cái tạp dề ấy. Có nghĩa là em không hiểu, hình như nó thiếu đồ hay sao ấy. Phải có cái váy chứ đúng không? Phải có cái váy ở ngoài xong mới có cái tạp dề buộc vào chứ. Tại sao có một cái tạp dề thì mặc như thế nào? Thế vậy mặc sao? Giống em mà bikini trên máy bay à? Không anh ơi. Cái bộ ấy thì gớm. Cái bộ, mấy cái bộ trên máy bay ấy thì kinh thật đấy. Nghĩ sao mà mặc cái đấy để đi đón đón cầu thủ, chịu. Không hiểu. Thì mặc cái tạp dề rồi. Nhưng mà cái quần của em nó dài, cái tạp dề nó bị lộ ra ấy. Mặc nhìn kỳ cục lắm. Dry full rồi hả? Xóa đi. Em mặc áo thôi được rồi á. Thế bây giờ mặc cái áo dễ thương cùng với cái quần như thế này nó không liên quan ấy. Toàn cũng mỡ. Ờ công nhận nhìn như con đung dừa ấy. Béo thật đấy, mình đã thuộc dạng béo rồi. Với ba còn béo hơn. Trời ơi, chẳng lẽ bây giờ em lấy cái tạp dề cho mọi người xem chứ. Đôi khi chúng ta xa nhau vì cố chấp và giận hờn vô vơ. Em tin rằng đôi khi quá mệt mỏi tại... Thôi bài này cũng không biết hát luôn. Bài
bài này chậm quá. Hình ảnh minh họa. Bây giờ phải mở cửa đi ra chỗ đấy lấy đồ xong chạy vào. Thì đại khái là em miêu tả nhá, cái tập giày như nào thì cái đấy nó như thế. Và mọi người tưởng tượng là cái tập giày chỉ có một mặt thôi được chưa? Tập giày chỉ có một mặt thôi, cái đấy là điều quan trọng, nó không có hai mặt. Thế nhé, hiểu nhá. Cho nên hôm nay mới phải mặc đồ này, không mặc cái này nữa. Nguy hiểm. Anh đánh sói cười cái gì? Anh là chỉ nhân mấy cái lúc này. Mọi người á, nhiều người căn mấy cái lúc này cười em lắm nhá. Em có làm gì đâu chứ. Không, đáng nhất nó phải là cái váy không? Không có luôn đấy không? À, mọi người biết sao không? Mấy cái bộ này để chụp indoor ấy. Mọi người biết chụp indoor là sao không? Chụp sexy. Chụp ảnh sexy indoor ấy. Mặc chỉ có bikini ở trong ấy, hoặc là không mặc ấy. Cho nên là vấn đề, cho nên là cái bộ của nó chỉ có được đấy thôi. Tại vì người ta toàn hay đi chụp ảnh ấy. Còn nếu mà không sexy thì phải mua thêm cái váy chứ phải. Không thì em tìm lại thêm xem. Cho nên bây giờ mới mặc con gấu nè, khổ quá à. Hôm qua làm cảnh sát rồi, hôm nay lại quay trở về làm dân thường. Hôm qua bắt người đủ rồi, hôm qua bắt người nhiều quá. Nhiều người tự trao tay vào còng quá nên thôi, hôm nay quay trở về làm người bình thường. Nay không lên được với Min rồi. GB bảo John hả? Anh ấy hả? Không sao. Min mặc bộ ghim mà. Bộ ghim mà ngày xưa em mặc rồi. Và dạo này em mất eo rồi em không dám mặc nữa. Lâu lắm rồi không có đến phòng tập ghim luôn ấy. Hôm qua ăn cướp khẩu trang đen. Đâu có đâu, đâu có đeo khẩu trang đâu. Mà hôm qua công nhận ấy. Mấy ông kêu bảo là nhìn giống bát gơ hơn là giống cảnh sát, nhìn giống sát thủ ấy. Cái một là trẻ em cần được bảo vệ với sự ngây thơ trong sáng à, chắc không? Cái một là trẻ em mà, nhìn lại cái một đi mình nhìn cái một đi mình. Này thì cái một là trẻ em. Ghế mô tin anh đá ghế không minh. Anh cứ đá đi mới biết chứ. Tin hay không đâu quan trọng đâu. Căn bản là cái người nói phải làm cơ. Bây giờ Minh bảo tin thì sao? Thì có làm không? Đúng không? Bây giờ Minh bảo tin một cái. Anh mèo có ấy đúng không ạ? Nữ sát thủ máu lạnh. Không anh ơi. Em à? Trái tim em mà dòng màu nóng để yêu anh mà. Màu nóng mà đâu có lạnh đâu. Nghe bài đấy chưa? Trái tim em vào dòng máu nóng để yêu anh. Đợi tí anh Long à kia, chữ ác này hết su rồi. Ok ạ. Mà anh mèo music. Mèo. Đá ghế mua được hẹn hò với mình. Làm gì có ai đá đâu mà. Mà đá xong cũng hên su nha. Cái mua hẹn hò là hơi khó nha. Đi hẹn hò đây nữa hả? Mặc mỗi tạp dề thôi hả? Mặc mỗi tập giày là lên 10 siêu xe, à nhầm 100 siêu xe nha. Hay quá, cứ dụ em hoài à. Tối ngày dụ em. Em đã chiều mọi người hết cỡ. Là mấy hôm nay á, ngày nào cũng cosplay luôn nha. Rồi hôm sau đi, để mai á. Mai một là mặc bộ mai một là mặc bộ đấy. Hay là mặc bộ đột kích. Nếu mà cái bộ tập giày, cái bộ hầu gái nó có cái gì đấy chắn thì ok mặc. Còn không thì em sẽ mặc bộ đột kích. Lên bắn đột kích trong tầm ngắm. Quên mất anh luôn. Quên mà, tại vì cái tên này nghe lạ ấy anh. Anh tên này nghe lạ ấy, không nhận ra luôn ý. Mèo music. Mèo music. Giọng mình mắt đáng yêu quá. Yêu cũng đáng mà. Là Min đầu độc anh em ấy chứ. Nay em có học anh ơi. Có học. Lại một ngày nữa lại đi học. Mà nói chuyện quên mất. Ui còn có 7 phút hả? Mà ID đẹp. Đâu ID của ai? ID của ai cơ? Anh lên công ty. Ông nào bảo lên nhỉ? Anh Nam lên công ty hả? Anh dám lên không? Sao nhanh vậy ta? Hết show này rồi. Lát mọi người. Mình đang nói chuyện rồi ấy. Mọi người qua room 99 nha. Lát nữa lúc 11 giờ nha.
Ngày mai hả? Ui, ngại lắm. Em nghe nói anh là một nhân tố bí ẩn, ít khi lên. Khi nào có dịp mới lên. Trong màn đêm chỉ riêng mình em nhớ anh. Bao ngày qua tình yêu thấy sao mong manh. Có lẽ dần bài này nghe hay phết ta. Em đã quá yêu anh. Em lặng im nhìn mưa rơi trên phím đàn. Bảo John kiếm đâu ID đẹp vậy. Anh vào nick chưa? Anh mèo. Vào chưa? Cười cuối gì? Anh cuối gì? Thật lòng em vẫn dạ. Quên ngày anh mà làm sao? Bên nhau, dù gió đông mùa về, à, em sẽ buồn. Anh đang nói số vẽ chữ đúng đếm đúng không? A, B này, C đi mọi người. Mình đọc bằng hết bằng chữ cái luôn. Dù cho anh đã cách xa những ngày mây trôi, dù tình yêu ngất ngây chia đôi mình xa xôi, mình em vẫn chờ. Đúng không ta? A B C D E F G F I J K L M N O P. Em vẫn sẽ yêu thương. Đã ghé môi mình đi chơi một ngày. Rồi em hết biết đọc rồi đấy anh. A B C D E F G F I J K M N O P Q R. Trong màn đêm chỉ riêng mình em nhớ anh. Q R A T U N P. Thấy sao mong manh. Có lẽ đâu hình như đâu phải V đâu ta. A B C D E F G F I J K L M N O P Q R A T U N P. Em rồi mới đến V mà ta. Khó nhớ. Em quên rồi. Quên rồi. Ngày xưa cũng học giỏi bằng chữ cái lắm mà ta. Đá ghế mình sẽ mặc. Đá ghế em hả? Anh đá ghế này của em luôn hả? Hả? Đá được ghế này hơi căng nha. Trời ạ. Nếu mà bảng chữ cái tiếng Việt ấy nó dài lắm. Đây là bảng chữ cái tiếng Anh đấy. A B C D E F G F I J K L M N O P Q R S T U N P T W E Y N Z. Thì như vậy sao ấy? Thôi được rồi anh, được rồi. Đếm đủ rồi. Đá ghế dễ lắm à? Ừ. Anh lên đây đi, anh đá hộ em cái. Cái này không phải ghế nhựa nhá. Cái này là ghế da, ok. Anh lên đá hộ em cái ghế này đi. Em còn ngồi đây đợi đá ấy. Thì 100 siêu xe đi cho nick đó. 100 siêu xe cho nick luôn. Việt Nam nói là làm nha. Xấu mà, có giờ đẹp đâu. Hôm sau hát cho em Min đứng là được chứ gì? Dạ? Sao anh hát em phải đứng ạ? Cho coi em bóng tay được không? Đây. Nó bị bung mất một bông hoa ở đây rồi. Chỉ còn như thế này thôi. Đâu ra vậy ạ? Tôi nói đùa thôi. Mà thật ra thì xem nào. Thật ra thì lên sâu. Nói chung là không có cái vụ 100 siêu xe đâu. Mà cũng không có vụ tôi mặc một mình cái này đâu. Cái này khó lắm. Ca này khó lắm. Đà ghế rồi đứng hết hả? 100 siêu xe đi xong cho anh đá. Nhưng mà đá không được thì thôi nha. Đá không được chạy từ đầu nha. Cái ghế này, cái ghế cứng mà đâu phải một đá là đá đâu. Trong khi có em ngồi lên nữa, nói khác. Kiểu âm bạch cốt chảo à? Người ta hay nói kiểu âm bạch cốt tinh chứ ta. Thế sao lại bạch cốt chảo à anh? Đúng rồi, khó quá thì bỏ qua đi. 2 phút nữa nha, mọi người qua kiếm em nhé. Thủy Tiên có bài gì không mọi người? Cái bài
bài của Thủy Tiên ngày xưa ấy. Có anh nhớ được không? Bạch Cốt Chảo. Ủa vậy hả? Không lẽ lần này em sai ta? Em sai rồi, anh xin lỗi em đi. Không ạ. Không một ai khác trên đời đem về em tuyết trắng. Anh qua kia trước à? Trời, ok anh. Anh là mơ giữa ban ngày, anh là tuyết bên trời bay. Ôi bình yên, ôi em bình yên nếp trong lòng anh. Anh ấy không hề bỏ em nha, anh ấy qua room chính chính trước. Chào anh Nhật nha. Anh ấy qua kia trước mà, không bỏ đâu. Người ta là đi trước ấy mà. Gọi là gì ra? Đi trước một bước. Idol lên rồi, còn một phút nữa. Còn một phút nữa. Giờ em qua đây. Ông đi học mà, ông bỏ tôi trên lớp đi. Ông lên lớp, ông bỏ tôi luôn đi. Bye bye mọi người nha. Em qua. Vừa mở lên thấy ánh cho ngắn là sao? Không nghe, không nhìn và không đó là cái